Bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu anh ra mắt từ năm 2018, tạo nên cơn sốt khắp châu Á, thậm chí còn được Thủ tướng Thái Lan khen ngợi. Bom tấn truyền hình này đã giúp Bella Randy trở thành ngôi sao được yêu thích nhất không chỉ ở xứ sở chùa vàng mà còn trên toàn châu Á. Nữ thần cổ trang được tán dương là có vẻ đẹp trăm năm hiếm gặp, vừa dịu dàng vừa trí tuệ. Sau 4 năm, Bella Randy vẫn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng đã kết thúc mối tình dài với tài tử Will Sukulawat, trở thành người phụ nữ độc thân hoàng kim. Bella Randy sinh năm 1989, mỹ nhân mang hai dòng máu Thái Anh, là ngôi sao được săn đón bậc nhất xứ chùa vàng hiện tại. Cô đại diện cho vẻ đẹp nền nã dịu dàng nhưng nội tâm kiên cường và cách cư xử lịch thiệp chuẩn mực khiến công chúng chẳng thể tìm ra khuyết điểm. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò người mẫu. Truyền thông Thái Lan đánh giá Bella Randy sở hữu ngoại hình cực kỳ ưa nhìn. Đó là vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng, có chút kiêu sa, trong trẻo tựa nữ thần. Chẳng cần quá sắc sảo nhưng mỹ nhân này vẫn đủ sức hạ gục trái tim khán giả. Trong những tác phẩm đầu tay, cách diễn của Bella Randy bị đánh giá là hơi khoa trương. Những bộ phim này ăn điểm chủ yếu ở dàn diễn viên trẻ đẹp và tương tác tuyệt vời giữa Bella Randy cùng bạn diễn. Nhưng như vậy cũng đủ để người đẹp phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Tên tuổi của Bella vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu Thái Lan vào năm 2016 với bộ phim Cô vợ mẫu mực, đóng chung với tài tử James Jiayu. Bộ phim đạt rating cao nhất của đài CH3 trong năm, cũng giúp James Jiayu và Bella Randy trở thành cặp đôi vàng trên màn ảnh thường xuyên được khán giả yêu cầu tái hợp. Lúc này Bella Randy đã trở thành gương mặt gây sốt khắp châu Á, đặc biệt hớp hồn khi xuất hiện trong những bộ trang phục truyền thống lộng lẫy. Đường nét khuôn mặt của nữ diễn viên được báo chí Thái miêu tả là trăm năm có một. Ở bộ phim nào, Bella Randy cũng khiến khán giả không thể rời mắt với dung nhan tuyệt mỹ, nụ cười tươi tắn. Ngay khi danh tiếng lên hương sau các tác phẩm thành công, người đẹp đã được chọn trở thành đại diện diễu hành trong lễ hội Songkran. Đến năm 2018, Bella Randy đạt thành công vang dội với bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu anh. Tác phẩm tạo ra một cơn sốt mạnh mẽ tại Thái Lan và nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Dự án có cú lội ngược dòng ngoạn mục từ rating khởi đầu là 5%, đến cuối cùng chạm mốc 23,9%. Phim đạt mức rating kỷ lục, thậm chí báo chí Thái Lan còn cho rằng Ngược dòng thời gian để yêu anh đã giúp Bangkok bớt tắc đường vào giờ cao điểm, bởi một bộ phận khán giả đã tranh thủ về nhà sớm cho kịp giờ phim. Bộ phim có sức hút khủng khiếp tới mức Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đích thân mời cả đoàn phim đến tòa nhà chính phủ tham dự buổi gặp mặt trực tiếp nhằm quảng bá chiến dịch mặc trang phục truyền thống trong dịp Tết Songkran Thái Lan. Cũng từ đó khán giả xứ chùa vàng ưu ái gọi Bella Randy bằng một loạt mỹ danh như Nữ hoàng rating, Nữ thần cổ trang. Nếu như Bella Randy là Nữ hoàng rating thì bạn trai cũ của cô, tài tử Que Sukolawat cũng được gọi là Quốc bảo Thái Lan, với độ nổi tiếng không kém. Hai người có mối tình lãng mạn kéo dài suốt 10 năm, chuyện tình của họ được ví là Romeo và Juliet thời hiện đại. Bởi Bella Randy là diễn viên độc quyền của CH3, còn tài tử Will Sukulawat là trụ cột của đài đối thủ CH7. Do đó, khi mới hẹn hò, hai ngôi sao phải giấu kín tình cảm. Bella Randy vượt qua nhiều trở ngại, dành 10 năm thanh xuân cho tình yêu này, những tưởng cả hai đi đến hạnh phúc nhưng họ đột ngột tuyên bố chia tay vào tháng 11 năm 2021. Đến tháng 7 2022, tài tử Will vội vã thông báo kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí. Chuyện chia tay của Bella Randy và Will từng là cú sốc cho hàng triệu người hâm mộ. Mặc kệ hàng loạt tin đồn không hay về Queo, nữ thần cổ trang Thái Lan luôn cư xử rất văn minh, cô phủ nhận có người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của họ. Gửi lời chúc phúc tới bạn trai cũ, cách hành xử lịch thiệp của Bella khiến công chúng càng cảm mến cô hơn. Bên cạnh đó, người đẹp ngược dòng thời gian để yêu anh, càng chứng minh sự hoàn hảo của mình với thành tích học tập cực tốt. Nữ diễn viên tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành báo chí và truyền thông đại chúng tại Đại học Thammasat, ngôi trường danh giá ở top đầu không những ở Thái Lan mà còn tính theo quy mô châu Á. Với điểm số GPA 3.5, hiện tại Bella Randy là một trong những mỹ nhân sở hữu fan đông đảo nhất Thái Lan. Cô cũng đứng top diễn viên nhận cách xê đóng phim và thụ lao quảng cáo cao nhất xứ chùa vàng. Tất cả đều xứng đáng với tầm ảnh hưởng của minh tinh ngược dòng thời gian để yêu anh.